Chào các bạn, hôm nay mình ngày nghỉ nên mình sẽ có cơ hội test cho các bạn được một cái âm ly karaoke của Nhật Bản, và mình sẽ test thử cái giọng ca của mình với cái âm ly này, để các bạn biết cái chất âm của cái âm ly này như thế nào. Trước mình đã test nghe nhạc rồi, thì BMP DAX1 là một dòng âm ly chuyên nghe nhạc và karaoke, chúng ta có thể vừa dùng để nghe nhạc và karaoke rất là tốt. Cái này thì mình cũng không có gì để giới thiệu nhiều cho các bạn, để mình đã giới thiệu trước rồi. Đây là cái phiên bản mình đang dùng, là phiên bản tiếng Anh, phiên bản nội địa Nhật, nhưng mà nó xài hai dòng điện, nó có xuất đi châu Âu nữa, nên chúng ta có thể rất là dễ sử dụng, vì những cái menu của nó là tiếng Anh hết toàn bộ: bass, treble, echo, delay, repeat, những cái nhóm mid, ba lăng, echo, volume, tất cả đều là tiếng Anh, rất là dễ sử dụng. Thì mình sẽ test bằng cách hát nhạc ở trên mạng từ cái tivi Samsung này qua. Nhưng mà các bạn nên có một cái đầu giải mã như thế này, cái đầu tiết màu đen này, xin lỗi, đầu tách cam CDRW900SL là một cái đầu vừa chơi CD mà vừa làm giải mã khá là tốt. Thì chúng ta sẽ lấy nhạc từ trên mạng qua, và nó qua cái cổng cáp quang để nó giải mã âm thanh thành âm thanh analog, nó sẽ nghe rất là hay hơn rất là nhiều so với chúng ta nghe trực tiếp từ TV qua ra âm ly không qua hệ thống giải mã. Thì để hát với cái bộ này, mình sẽ sử dụng đôi loa Bose 401. Đây là cái đôi Bose 401 mình đang để trong góc nhà đây. Đây, bạn đang thấy đôi loa này có 3 loa, gồm một bát phía trước, một bát phía sau, một trép nằm phía trước chung với cái bát kia đó. Thì đây là một cặp loa hát karaoke khá là tuyệt vời, nghe nhạc cũng vậy, tiếng nhạc nó rất là tỉ tách, ngọt ngào, có thể nói nó hay hơn 301 nhiều, tiếng bass nó rất là sâu ấm. Và ok, bây giờ mình sẽ đang mở sẵn đây, mở sẵn trên TV, micro mình đã cắm vào rồi, tất cả gì chờ mình hát thôi. Cũng nói trước với các bạn là mình hát thử thôi, giọng hát mình thì dạng nghiệp dư thôi, không phải dạng phải làm phải sớm, nhưng mà không được hay. Xưa thân ai xin gửi lại cho ai, đang mùa thu lên cao, không vừa xanh lao sao, anh cùng tôi trốn ngủ, ra ngồi hiên lá đỏ, trong bầy chim đang hiền, mơ một nàng tiên dịu hiền. Anh còn nhắc tên tôi, đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng thề, cuộc đời anh có vui, thời gian qua mau tìm anh nơi đâu, nói về qua xóm nhỏ con đò đây đã già, nghe tin anh gục ngã dừng chân quang năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương, những đường xưa phố cũ thôi nở đất quê.
quên sao, xin gọi lại tên anh như trời sao lấp lánh. Áp giới giấc ngủ tôi nằm nghe súng rồ như lời anh nhắc nhở, ôi cảm ơn giấc ngập lối. Những ngày xưa thân ai xin đường vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em. Xưa phố cũ thôi nợ đắng quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao lóng lánh. Anh dưới giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở, ôi cảm ơn giấc ngập lối. Những ngày xưa thân ai xin buồn vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho sớm. Theo cái số điện thoại trên này, số điện thoại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.